Trong 5 tháng đầu năm nay, chỉ số VN Index giảm khá sâu, từ mức 1.500 điểm hồi đầu năm, có lúc xuống dưới 1.200 điểm. Trong một vài giai đoạn, nhà đầu tư bán tháo do áp lực về tâm lý sau khi chính phủ thực hiện các biện pháp giám sát chặt chẽ nhằm lành mạnh hóa thị trường vốn và minh bạch thị trường chứng khoán. Song, dưới góc nhìn của các tổ chức đầu tư chứng khoán nước ngoài, thì chính những biện pháp thanh lọc thị trường lại là yếu tố hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm, có những giai đoạn tất cả các cổ phiếu đều bị giảm mạnh nhiều phiên liên tiếp. Dù doanh nghiệp vẫn báo cáo hoạt động tăng trưởng và lợi nhuận cao, chỉ số VN Index có lúc giảm tới hơn 20%, trong khi nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ. Cách chức lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Nếu như những biện pháp mạnh mẽ xử lý hành vi thao túng chứng khoán và minh bạch thị trường chứng khoán của chính phủ khiến các nhà đầu tư trong nước bị dao động tâm lý bởi những tin đồn, thì các quỹ đầu tư vốn ngoại tin rằng việc này sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam nâng cao chất lượng và mang đến kỳ vọng quá trình nâng hạng dễ hơn. Khi chúng ta mong muốn thị trường chứng khoán của Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi, thì những cái biện pháp mà nâng cao cái tính minh bạch cũng như là sự công bằng cho tất cả các nhà đầu tư tham gia thị trường này thì đặc biệt là cần thiết để làm các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm. Qua đó thì chúng ta có thể thu hút được hàng chục tỷ đô la vốn mới vào thị trường. Việt Nam đang thực hiện một cách khôn ngoan khi đảm bảo thị trường chứng khoán được minh bạch. Điều đó tức là cả bạn và tôi đều nhận được những thông tin như nhau từ thị trường để đưa ra quyết định. Một thị trường minh bạch hơn thì hấp dẫn hơn. Số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cho biết, trong tháng 5, các nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở hơn 476.000 tài khoản mới, một con số kỷ lục, cao gấp đôi so với tháng 4 và cao hơn 76% so với kỷ lục được lập vào tháng 3. Các quỹ đầu tư nước ngoài mà VinaCapital quản lý đã ghi nhận mức tăng trưởng tài sản gần 20% ngay trong quý 1 năm 2022. Cái việc mở mới tài khoản chứng khoán trong tháng 5 lên mức cao kỷ lục, và ngoài ra thì các nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng ở một cái mức cao là 150 triệu đô trong tháng 5. Thì điều này cho thấy là khi mà định giá của thị trường về mức hấp dẫn thì thị trường đã có thể kéo được các nhà đầu tư cả trong nước cũng như là ngoài nước tham gia thị trường. Những quỹ hưu trí, quỹ đầu tư mà tôi biết, họ thích Việt Nam vì hiện tại bạn có thể mua vào với giá tương đối rẻ hơn so với đầu năm. Bây giờ là thời điểm tốt để xem xét đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam. Mua của người chán và bán cho người cần. Câu nói này phản ánh đúng diễn biến đầu năm đến nay, khi khối nội liên tục bán ra và khối ngoại liên tục mua vào đáng kể. Các nhà đầu tư nước ngoài nhận định sự ổn định chính trị và chính sách vĩ mô, lạm phát được kiểm soát tốt so với nhiều nước trên toàn cầu đang khiến giá cổ phiếu Việt Nam trở nên đặc biệt hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán ngày 14 tháng 6 đã phục hồi và tăng điểm nhẹ sau phiên giảm điểm khá mạnh vào ngày 13 tháng 6. Sau những lo lắng về tình hình kinh tế thế giới, đặc biệt là vấn đề lạm phát tăng cao và những tác động từ thị trường chứng khoán quốc tế, tâm lý nhà đầu tư trong nước đã dần bình ổn trở lại nhờ các điều kiện kinh tế vĩ mô trong nước vẫn đang có nhiều tín hiệu tích cực, ổn định. Chỉ số VN Index ngày hôm nay đã hồi phục nhẹ, tăng hơn 3 điểm sau vài phiên giảm khá sâu. Có hai nguyên nhân chính được chỉ ra khiến thị trường chứng khoán đi xuống trong vài phiên trước đó. Thứ nhất là tình hình bên ngoài khi thị trường chứng khoán quốc tế tràn ngập màu đỏ giảm điểm. Khi chỉ số lạm phát ở nhiều nền kinh tế lớn được công bố tăng cao, nhất là lạm phát của Mỹ trong tháng 5 tăng đến 8,6%. Nguyên nhân thứ hai là thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn đang bị chi phối bởi tâm lý không tốt của các nhà đầu tư, dù cho nội tại nền kinh tế Việt Nam đang có nhiều tín hiệu tích cực và ổn định. Phiên hôm vừa rồi thì khi mà có lạm phát xảy ra thì em cũng tương đối là sợ hãi, tại vì do là cái lạm phát đấy nó cũng là đạt đỉnh của Mỹ trong vòng rất là nhiều năm trở lại đây. Nên thành ra là nó cũng làm cho tâm lý mình cũng không ổn định. Nhưng mà sau khi một hồi thì về nhà suy nghĩ thì em lại thấy là mình nên tin tưởng tương lai của cả Việt Nam cũng như là của cả thế giới, là về việc là kinh tế thì nó sẽ phải luôn tăng trưởng đi lên. Sự lo lắng của nhiều nhà đầu tư chứng khoán trong nước xuất hiện trước diễn biến lạm phát thế giới tăng sẽ gây áp lực lên chỉ số lạm phát của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê khẳng định với những công cụ điều hành giá của chính phủ, mục tiêu 4% đặt ra cho năm nay là trong tầm tay. Chúng ta có khả năng đạt được cái mức lạm phát ở mức 4% và theo mục tiêu mà Quốc hội đề ra, nếu như mà chúng ta thực hiện một cách kịp thời các cái giải pháp
trong những các cái tháng cuối năm này, đặc biệt là giá dịch vụ giáo dục. Và nếu như thực hiện cái giá dịch vụ giáo dục theo cái khung của Nghị định 81 thì cũng cần phải thực hiện giãn ra giữa các cái địa phương để tránh gây áp lực lên lạm phát. Thậm chí Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB còn nhận định bối cảnh đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và lạm phát thế giới gia tăng còn đang tạo ra nhiều cơ hội hơn với kinh tế Việt Nam. Việt Nam là một trong những cái điểm mà tương đối là hấp dẫn, không phải tương đối mà rất hấp dẫn đối với các tập đoàn đa quốc gia. Thì đấy là một cái xu hướng mà Việt Nam có thể hưởng lợi. Về cái xu hướng thứ hai có thể Việt Nam có thể hưởng lợi, tức là trong cái khủng hoảng về lương thực bây giờ, Việt Nam là một nước xuất khẩu lương thực thì Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi từ cái đó. Trong báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới công bố ngày hôm qua, World Bank nhấn mạnh, bất chấp bối cảnh bất định toàn cầu gia tăng, nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi đồng đều trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả lực cầu của nền kinh tế. Nhờ đó, ngân sách nhà nước duy trì bội thu 5 tháng liên tiếp, tỷ lệ vay nợ trong nước chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tín dụng tăng trưởng mạnh mẽ tới 16,9%. Tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp và sản xuất của Việt Nam tháng 5 là hơn 10%, tức là đã quay trở lại mức trước đại dịch. Chỉ số PMI có mức tăng mạnh nhất trong một năm qua, cho thấy triển vọng mở rộng của lĩnh vực sản xuất. Trong khi đó, lĩnh vực dịch vụ cũng ghi nhận nhu cầu nội địa tăng đột biến. Với nhiều yếu tố tích cực và ổn định của nền kinh tế, một số quỹ đầu tư nước ngoài còn bày tỏ sự lạc quan về triển vọng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường chứng khoán mới nổi, gọi tắt là EM, trong vài năm tới, khiến mức định giá P/E của thị trường như hiện nay là còn quá rẻ và hấp dẫn để mua vào.